Em xin chào tất cả các bác Yola nhé. Phiên buổi trưa ngày hôm nay thì em có rất là nhiều mặt hàng đẹp để giao lưu các bác và cả những dòng hàng lan rừng vừa mới về. Và hôm nay thì có cả những dòng hàng chấp Mỹ, những dòng hàng phi điệp nở hoa Tết đột biến nữa và ngập tràn rất là nhiều sắc màu hoa lan hiện tại đang có mặt tại cơ sở lan rừng Hoàng Nhung tại địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Gia Lộc, Hải Dương. Và những cái đơn giá này em báo là chưa có phí ship nhé. Các bác nhận hàng, thanh toán tiền hàng, tiền phí ship cho bên vận chuyển giúp em nhé. Ngoài bán hoa lan thì em có bán thêm cả những dòng vật tư phân thuốc, những dòng phân bón rất là hữu hiệu dành cho hoa lan và cả máy tưới lan nữa. Bộ sản phẩm máy tưới lan nhà em đang bán là 480.000 một bộ ạ. Và sau đây thì em xin điểm qua lần lượt từng loại báo giá đến các bác. Các bác có thể xem lần lượt video và chọn cho em những mặt hàng mình yêu thích. Nhà em thì về hàng trăm mặt hàng nhé, hàng trăm mặt hàng, rất là nhiều loại hàng đa dạng. Và theo dõi cơ sở lan rừng Hoàng Nhung bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ những bài viết cho những người đồng nghiệp, những người bạn bè, những người hàng xóm ạ. Nhà em thì bán hàng có địa chỉ cụ thể rõ ràng thì các bác có thể trực tiếp đến và bên em rất là hoan nghênh. Đầu tiên thì em xin giới thiệu các bác một chậu pen soda xưa. Duy nhất một chậu pen soda xưa, chậu này là chậu trồng tác phẩm, chậu trồng bằng than này. Có 1 mầm, 2 mầm, 3 mầm, 4 mầm, 5, 6. Đây là 6 mầm tơ đang lên nhé. Còn chưa kể những cái mầm mà thân nó đứng ngọn như thế này. Đấy, một chậu này nó phải trên chục mầm. Chậu này, chậu tác phẩm này em bán là 480.000 cái chậu này nhé. Còn cái loại chậu phi 12, cái chậu 101 em bán nó chỉ có một thân, hai thân thôi. Còn chậu này cực kỳ là nhiều thân, em bán 480 duy nhất một chậu. Tiếp theo sang bên đây thì em có những dòng hàng chất Mỹ ạ. Chấp Mỹ hàng chuẩn, hàng ươm ki. Các bác biết không, cái giá thành chấp Mỹ thời điểm đầu tiên khi mà nó xuất hiện trên thị trường ấy, giá trị nó phải 600-700-800 một thân như thế này, tầm 700-800 một thân ạ. Và hàng này thì đầu năm ngoái vẫn bán theo cho mọi người những hàng ki giống. Ki giống năm ngoái vẫn 80-90.000 một ki, tầm khoảng chỉ 5 sen thôi. Nhưng bây giờ hôm nay ạ, giá chấp Mỹ đã giảm hơn rất là nhiều rồi. Và ai đã chơi dòng tác phẩm chấp Mỹ này thì mọi người sẽ biết là cái giá trị của cây nó rất là đẹp. Em lên cho mọi người những chậu giá rẻ nhé. Chậu đầu tiên này em bán là C1 này. Chậu này cũng phải 3 găng tay rồi nhé. Chậu này em bán là 100.000. Chậu C2 cây cao hơn, đang đi ngọn rất là đẹp, cây cao hơn 110.000 đồng, cao gần bằng móc này. Chậu chấp Mỹ C3, hai chậu này thân dài đều đẹp này, 230.000. Đấy, chấp Mỹ rẻ nhất bây giờ là tính 150 một thân. Bây giờ hai chậu này có 230 hai thân. Chậu C4 220.000 này, hai thân rất là dài. Chậu C5 một thân siêu dài luôn, chậu thân siêu dài luôn, cao trên cả móc nhé mọi người nhé. Chậu vừa rồi là chưa đến móc nhưng chậu này cao gần chạm móc rồi, 130. Chậu C6 300.000, ba thân, hai thân chạm móc và một thân thì nửa móc, 300.000, rất là đẹp. Chậu C7 130.000 chạm móc, thân rất là lực khỏe, to đẹp lắm. Chậu C8 180.000, hai thân, một ngắn một dài 180k, tí ra 90.000 một thân thôi. C9 300.000, 300.000 ba thân chấp Mỹ này, rất là đẹp. C10 chấp Mỹ, chậu này có 1, 2, 3, 4, 5 thân, 6 thân, 7 thân. Cái này là những cái mầm nhỏ em chung tính nhé. 4 thân dài và 3 mầm nhỏ này. Chậu này 350 này, cho các bác nào thích dòng nhiều thân. Chậu C11 210.000 đồng, 2 thân. Chậu C12 130.000, đây chậu này cao quá móc này, 130.000, chậu rất là dài. Chậu C13 290.000, 3 thân. Đó, đây là những chậu chấp Mỹ. Theo sang đây thì em có những dòng hàng thuần khác. Dòng hàng thuần thì rất là nhiều loại, thập cẩm các loại. Em phân hình cho mọi người luôn. Đầu tiên thì em có một số những combo hồ điệp thanh lý nhé. Hồ điệp này là hồ điệp đại, bán theo combo. Hồ điệp đại này Tết là các bác mua 160, 170, 180 một cốc tùy từng màu. Nhưng hôm nay thì bán cho mọi người lô này, đầu tiên là lô 200.000 được 4 cốc này. Cốc số 1 này, cốc số 2 này, cốc số 3 này, cốc số 4 này. Đấy, 4 cốc này em bán là 200k, tính ra có 50.000 một cốc thôi. A2 cũng là một lô 200.000, 4 cốc hồ điệp, cốc số 1, cốc số 2, cốc số 3,
và cốc số 4 ạ, xuất sát lá một tí thôi. 4 cốc này cũng 200.000, đây là A2. Tiếp theo là mã A3, mã A3 200.000. Cũng 4 cốc hồ điệp nhá, mã A3 200.000 4 cốc. Đây cốc số 1 này nó tét lá một tí nhá các mọi người nhá, hàng cây đại nó không tránh được. Cây số 2 này đang lên rễ non này. Cây số 3 này. Và đây là cây số 4 ạ. 4 cây này em bán là 200.000. 4 cây này 200.000. Đây là A3. Mã A4 2 cây thôi. 100.000. Đây là một cây hồ điệp vàng. Hoa này hoa bói ở dưới thân nó chứ bình thường hoa này nó không phải là hoa chính của nó. Hoa chính nó mọc ở trên đây cơ. Nó dài nó bị gãy nó phải nở hoa một nhánh ở đây. Cây số 2. Cây lá mít nhưng lá trên nó bị cháy lá một tí. Bị cắt đi là được. Hai cây này là 100. A4 hai cây này 100. 160 một cây, bây giờ mua 100 được hai cây. Tiếp theo A5, em lên cho mọi người một giò giả hàng Hawaii một tím 100% thân tơ đây nhá. Đây là Hawaii tím. 150 thôi. Tiếp theo A6 là một giò đen rũ một đen phải trên 20 thân. Giò này Tết năm ngoái em bán 380 nhá. Nhưng hôm nay em bán 300 chậu này ạ. Sale cho mọi người, rất là nhiều kỳ trên thân. Thân siêu dài trên 20 thân nhé mọi người nhé, 300.000. Tiếp theo A7 ạ, em lên cho mọi người một chậu. Đây cho một cánh sen 1, 4, 6, 7 cặp lá, 2, 4, 5. Một bên 5, một bên 7 nó bị rụng lá gốc mà. Đang để một cây con, 180.000 giò này. Tiếp theo A8 là một cây trồn, à cây cáo. Cáo của bên Thái, lá xếp V. Đây đang để ra hai con ở nách này. 200.000 cái chậu A8, 200.000 chậu cáo. A9 là một chậu chuỗi ngọc rất là đẹp. Rất là nhiều. Hunter 190k. Thuần 2 năm rồi. 190k, đây là A9. A10 em có một chậu chớp bịp. Nhiều thân lắm ạ. Chớp bịp chuẩn hoa nhé, 200.000. 200.000 chậu chớp bịp này A10. A11 120.000 một chậu vũ nữ hoàng hậu hoa xanh. Chậu này em trước bán 150 là bán đầu bán 120 này. To đẹp, nhiều thân, nhiều mầm. A12 một chậu hồng Koki 170.000. Hồng Koki cây mẹ bồng con, hoa siêu thơm nhá. A13 là một chậu vũ nữ mèo cam đang hai ngồng hoa. Chậu này thì cực kỳ là nhiều thân, nhiều thân mầm đang lên. Đó. 200.000. A14 một chậu vũ nữ mèo cam, chậu này thì ít thân hơn nhưng mà cái giả hành nó lại rất là to, mập khỏe. Cũng đang lên hai ngồng, một ngồng, hai ngồng này. Giò này em bán 190.000. A15 một chậu kim điệp mắt đỏ đột biến này. Rất là đẹp, đang lên mầm này, 160.000. Giò này Tết năm ngoài bán 250 đấy ạ. A16 vừa rồi là A15. A16 cũng là một chậu kim điệp đột biến 160.000. Cũng là bán 160. Giảm giá từ 250 giờ còn 160 bởi vì nó vừa rồi nó Tết nó ra hoa rồi. Bông hoa thì siêu đẹp, em đính kèm cho mọi người xem đấy ạ. A17 cũng là giò kim điệp đột biến 1, 2, 3, 4 cái mầm. Đây những cái thân già vừa rồi này. Giò này bán 140 thôi để làm giống. A18 một cây trồn 5N 4N, 5N hàng của Thái Lan. Cây mẹ bồng cây con 210.000 đồng. A19 một cây trồn cũng là cây trồn 5N. Nó bị sứt một tí lá đây này. Nên giò này 210 em giảm còn 200.000 nhé. Cây mẹ bồng con. Và A20 một chậu trồng đồng đỏ 3 thân rất là dài đẹp này, 160.000. Đấy những dòng hàng hình nhé, đọc đúng mã cho em chốt đúng hình ạ. Tiếp theo thì lan rừng ạ, lan rừng nhà em có bán lẻ nhé. Số lượng mỗi loại các bác có thể lấy ít một cũng được. Và các loại lấy ít nhất từ 50.000 một loại nhé. Trước mặt các bác là lô tam ở sắc lá xếp, cây vừa và cây nhỏ. Đây là dòng lá xếp V nhé. Và dòng này thì nói chung là mùa này dọc dáng hương thì nó cũng danh nhanh mất nước hơn. Lô này hàng mới về. Hôm nay về thêm có tầm 5-7 cân thôi. Hôm trước về 30 cân thì đã sạch hết rồi. Loại tam ở sắc lá xếp này thị trường bán đang từ 200.000. Nhưng bên em đang sale cho mọi người có 180.000 một ký. Các bác có thể lấy nửa cân hoặc một cân để ghép cũng được. Rất là đẹp. 180.000 một kg tam ở sắc lá xếp. Hoàng lạp ạ, về tầm khoảng 5-7 cân thôi. Rất là nhiều lá xanh tươi. Hoàng lạp 140.000 một kg và 50.000 một bó. Hoàng phi hạc cũng về này, cũng rất là tươi và đang lên nhiều mầm này. Hoàng phi hạc hoa cánh xoắn và rất là xinh, nở vào dịp mùa xuân. 140.000 một kg. Dòng hoàng thảo vảy rồng, hoa màu vàng, rất là sai hoa.
Vải giống hôm nay thì cây rất là tươi nhá, nó thành từng dề từng miếng như thế này, về các bác cũng rất là dễ ghép này. 150.000 một ký và 50.000 một bó ạ. Sang bên đây một cái dòng hàng nhất điểm và hoa khá là bền, đó chính là nhất điểm hồng. Hoa màu cánh trắng và lưỡi hồng đấy ạ. 130.000 một ký thôi, 130.000 một ký ạ. Tiếp nữa bên đây đó chính là hoàng thảo thập hoa. Mùa này thập hoa thì đang xuống lá mọi người ạ. Để làm sao ạ? Đơm lên những cái mắt nụ hoa rất là xinh. Dòng hoặc thập hoa, hoa màu tím. Loại này thì 140.000 một kg và 50.000 một bó. Hoàng thảo thập hoa. Dáng hương sóc lào ạ. Những cây sóc lào lá xếp này, cây khá là tươi này. Sóc lào lá xếp 130.000 một kg và 50.000 một bó. Kiều vuông cánh trắng vừa mới về. Đây ạ, những cái lô kiều vuông cánh trắng này thân lùn nhá. Mọi người xem tình trạng hàng này, cây của nó rất là nhiều lá mọi người ạ. Kiều cánh trắng này hoa của nó thành từng chùm như những chiếc đèn lồng. Như những chiếc đèn lồng, và loại này thì kiều của nó là 290.000 một kg và 50.000 một bó, hàng mới về rất là tươi ạ. Hoàng nhạn tháng 4, mùa này dòng hoàng nhạn của nó qua mùa hoa rồi nên là cây của nó rất dễ bị nhanh teo lá nhá. Các bác nhá, những cái lá nó hơi nhăn nheo một tí. Nhưng mà hàng rừng dòng hoàng nhạn này nó dòng dáng hương rất là dễ trồng. Em bán 65.000 đồng một lạng hoàng nhạn thôi ạ. Cái thời điểm đắt nhất đầu mùa nó rồi tầm 85.000 một lạng, giờ có 65.000. Còn bên đây là hoàng thảo đơn cam. Nó có cả khóm dài, to, khóm nhỏ nhé. Cái hoàng thảo đơn cam bây giờ cũng đang bật mầm ạ. Đơn cam top một trong những dòng hàng lan quý và hiếm. Đây là cái hoa của nó này, màu cam lửa rất là rực rỡ. Và mùa này thì cũng qua mùa hoa rồi nên em bán giống cho mọi người là 60.000 một lạng thôi. Còn nếu mà không phải thời điểm đang hoa nó 85.000 một lạng, giờ đã bán 60.000 nhá. Lan báo hỉ ạ. Những cái thân báo hỉ rất là nù mập. Và thân này thì một thân của nó phải cho ra rất là nhiều vòi hoa. Báo hỉ này em bán là 130.000 một ký các bác nhá. Và 50.000 một bó. Hải yến lá xếp ạ. Những cây hải yến lá xếp này. Hôm nay hải yến nhá, bình thường em bán 140 nên hôm nay em sẽ sale cho mọi người trong ngày hôm nay là 120.000 một ký thôi. Bởi vì hải yến em về nhiều ấy ạ. Và dân người ta chuẩn bị gửi cho em lô nữa nên là hàng này ấy, thị trường người ta vẫn bán 150 nhưng em bán 120.000 là bán giá giả cho mọi người rồi. Cây nó vẫn rất là tươi đẹp. Sang bên đây em có một ít lô tiểu hồ điệp rừng về. Cây lá xếp đẹp. Tiểu hồ điệp, dòng này cây của nó nhỏ nhưng mà bông hoa của nó rất là xinh. Tiểu hồ điệp này thì em bán là 17.000 một lạng ạ. Các bác mua 2-3 lạng để sưu tầm cũng được. Người ta bán theo cây ấy, em bán theo lạng là bán giá rẻ. Hibiki, một cái dòng hàng của bên Thái Lan và rất là nổi tiếng mọi người nhé. Với những chùm hoa tím lịm, tím đậm như vậy, dòng thân lùn. Dòng Hibiki hiện tại là cây của nó đang lên nụ hoa mọi người nhìn này, tình trạng cây này. Không phải là hoàn toàn nhưng mà đến thời điểm này nó cũng đang giai đoạn để nó đơm nụ rồi. Dòng này thì nó phải xuống lá nhé, thì nó bắt đầu đơm nụ mọi người, những nhìn những cái lá nó xuống này. Đấy thì nó bắt đầu đơm nụ, dòng này sai nó hoa nó nở trên thân luôn. Nó không phải nở trên ngọn mà nó nở trên thân mọi người nhé. Và một chậu Hibiki ngày hôm nay thì em xin phép bán với giá là 120.000 đồng một chậu Hibiki. Hôm nay thì em có về một lô hàng rất là mới của dòng kiều trắng đột biến các bác nhé. Hôm trước thì em đã cháy hàng rồi. Kiều trắng hôm nay thì cây cũng nhỉnh hơn lô hôm trước và rất là đẹp, đang lên rất là nhiều mầm. Dòng này kiều đột biến, kiều va đấy ạ. Một giò kiều va, chiều cao của thân thì nó cũng chỉ bé bé thôi. Nhưng mà lô đợt này nó rất là nhiều thân. Và em bán là một chậu là 250.000 đồng một chậu kiều va hoa trắng nhé. Cánh bầu rất là đẹp. Em còn ba cái bảng cáo. Đây là dòng cáo của Thái nhé. Lá xếp. Đó. Và cây mẹ bồng con. Cáo Thái này vòi rất là dài. Em bán là 200.000 đồng một chậu thôi. Đấy, hôm trước bán 220. Hôm nay còn ba chậu em bán 200 nhé. Bảng vẫn rất là đẹp. Bảng này về các bác chỉ việc treo lên và chơi hoa thôi ạ. Hỏa hoàng cam ạ, những cái bảng hỏa hoàng cam nhà em đã thuần sẵn rồi. Đây là hàng của bên Thái nhập về. Và loại này thì cây của nó là cây mẹ bồng cây con. Mỗi bảng hỏa hoàng cam mẹ bồng con như vậy rất là sai hoa. Em bán là 150.000 một bảng nhé. Một cái dòng hàng hoàng nhạn rất là nổi tiếng ở bên Thái, đó chính là hoàng nhạn Thái ạ. Dòng hoàng nhạn Thái này như mọi người biết này, cây của nó là dòng cây lá xếp, chiều cao trung bình gần một gang tay. Rất là nhiều cặp lá. Hoàng nhạn Thái lá xếp này thì em xin phép bán với giá là 160.000 đồng một cây nhá. Dòng này siêng hoa mà hoa cực kỳ là thơm luôn. Hôm trước cháy hàng đây. 160.000 một cây. Trầm trắng nhá. Những cái bảng trầm trắng này em bán là 130.000 một bảng ạ. Đang lên mầm. Đấy, trầm trắng 130.000. Đây ạ. Hoàng thảo cầu vồng với cả hoàng phi hạc mắt đen vừa về này. Rất là nhiều. Đai châu hồng gấm, hàng lá mít xếp, rất là đẹp luôn. Cây của nó rất là nhiều cặp lá này các bác ơi. Ngày hôm nay hồng gấm lại về thêm một lô hàng mới nhá. Và hồng gấm cây đơn này em xin phép bán với giá là 290.000 đồng một chậu hồng gấm.
Tiếp theo bên đây là những cái chậu chuỗi ngọc xanh mướt mát. Những ai đã bảo là trồng chuỗi ngọc rất là khó khăn hoặc là trồng nó nhanh chết thì các bác thấy đây ạ, một cái chậu trồng mà gần 2 năm tuổi bây giờ nó vẫn đang đi ngọn rất là đẹp như thế này, và hứa hẹn một cái mùa hoa năm nay thì rực rỡ luôn. Và một chậu chuỗi ngọc thuần rồi thì các bác chỉ có giá là 190.000 thôi ạ, là được sở hữu một chậu chuỗi ngọc rất là xinh. Trầm biên vàng, một trong những dòng trầm lá kẻ phát tài với mặt hoa tím liệm và thơm nức mũi nhé. Trầm biên vàng chiều cao trung bình là một gang tay. Và giá thị trường các bác biết một chậu này người ta bán bao nhiêu ạ? Từ 150 nhé. Nhưng nhà em hôm nay về một cái lô hàng rất là đẹp như vậy, em xin phép bán chỉ có 130.000 một chậu thôi. 130.000 một chậu trầm lá biên vàng rất là xinh đẹp. Hoàng thảo săn lây, một cái dòng hoa màu vàng với mắt màu nhung đen. Cây của nó trong tình trạng là đã thắt ngọn rồi ạ, chiều cao tầm 1,5 gang, có cả thân tọ dài và thân ngắn. Em bán là một chậu săn lây là 130.000. Tiếp theo đó chính là Dendro lá biên phát tài ạ. Dòng Dendro lá biên phát tài này là dòng mà hoa của nó đột biến, màu vàng, mắt nâu nhung, và đặc biệt hơn là cái viền của nó cũng hơi phớt trắng nhau nhé. Cây cao cao như vậy này em bán là 180.000 một chậu, thân cao tầm 1,5 gang. Còn những chậu thân thấp thì em bán là 160. Chậu thân thấp thì tầm 1 gang thôi là 160, còn chậu thân cao là 180 ạ. Chồn 5N, một cái dòng chồn mà phải nói là đỉnh của bên Thái, với bản lá xếp rất là to đẹp luôn. Chồn 5N, cây mẹ bồng cây con các bác nhá. Đây gửi cho các bác những cái chậu cây mẹ bồng con như thế này này. Đẹp chưa? Em để ở trong đây toàn cây mẹ bồng cây con thôi. Và cây mẹ bồng cây con thì giá là 210.000 đồng một chậu chồn. Chưa bao giờ giá rẻ như thế luôn. Bản lá to xếp, còn cây đơn như vậy là em bán cho các bác 200, được chưa? Đấy, em nhập cùng một mức giá nhưng em bán sẽ cho là hai mức giá. Đối với những cây đơn em sẽ tính rẻ hơn cho mọi người. Tiếp theo là kiếm đỏ ạ. Kiếm đỏ, dòng kiếm đỏ của Thái Lan rất là nổi tiếng rồi mọi người ơi, kiếm đỏ Thái Lan. Năm ngoái những cái lô chậu mà nhiều thân như thế này là em bán hơn 200, từ tầm 230 ạ. Nhưng hôm nay lô này thì rẻ hơn nên là giá các bác mua một chậu nhiều tép như vậy em tính chỉ có 150.000 một chậu nhá. Số lượng kiếm đỏ thì nó cũng còn rất là khá nhiều, bởi vì lô đợt này em nhập nó nhiều bởi nó rẻ. Các bác tranh thủ các bác mua. Hoàng phi hạc lai với phi điệp, đây là cái dòng hàng lai rất là đẹp. Dòng này thì em bán thanh lý là 100.000 đồng một bảng nhé. Bởi vì trước đây là bán 150, giờ bán 100 thôi. Còn một bảng phi điệp Lâm Đồng này, đợt trước bán 190 này, bây giờ bán thanh lý, bảng này cũng 100.000 đi. Phi điệp Lâm Đồng đang lên rất là nhiều kỳ và nhiều thân. Thiên Nga, Thiên Nga thì em có cái dòng Thiên Nga màu nâu này, còn một chậu hai thân nhỏ nhỏ này là 120. Còn Thiên Nga xanh thì cây to hơn thì là 150.000. Đây là dòng Thiên Nga trưởng thành. Kiếm ạ, đối với dòng kiếm thì nhà em bạt ngàn luôn. Kiếm nhà em có chia làm kiếm giống này, kiếm trung và kiếm to. Kiếm giống này thì em bán đồng giá là 35.000 đồng một cốc. Cốc 35.000 bản lá láng và chuẩn bị sang chậu to rồi, bởi vì kiếm này ấy đã phát triển rồi, có nhiều cây em thấy còn đẻ con cơ. Không phải hoàn tất cả nhưng mà nhiều cây đã phát triển rồi ạ. 35.000 một cốc và loại này thì chia thành nhiều mã. Đây mỗi khay nó là một mã và có 10 mã kiếm nhé. Mua 10 cốc kiếm em sẽ bao ship. Còn phía bên đây là chính là kiếm nhỡ. Kiếm nhỡ thì nó có phan chí và xanh Huế ạ. Đây ạ, một chậu nhiều thân như vậy đang sale giảm giá cho các bác từ 150 còn 120.000 một chậu. Có hai dòng là phan chí và dòng xanh Huế. Và một loại kiếm to hơn không thể không kể đến, đó chính là kiếm phan chí, xanh Huế và vị hoàng. Đây em sẽ sang sạp bên đây. Vườn nhà em thì đang xây sửa nên nhìn nó hơi lung tung một tí. Đấy ạ, bụi này thì siêu to này, mầm lên nhiều chưa, mầm lên quá là đẹp luôn. Bụi to này em bán là 230 một chậu nhá các bác nhá. Chậu nó nhiều tép lắm các bạn, bản lá nó cũng to. Bên đây là những chậu sơn thủy tiên hàng thuần, nó có cả chậu nan nhựa và cả chậu phi đen này. Nhiều thân. Giá em bán một chậu là 220.000 một chậu thôi ạ. Đây là sơn thủy tiên hàng thuần 220.000 một chậu. Vũ nữ tia chớp, bụi khủng, vũ nữ đỏ tia chớp 260.000 đồng một chậu vũ nữ đỏ tia chớp. Hoàng tử đỏ lai, hoa của nó là cánh bầu, dòng cánh bầu 150.000 đồng một chậu. Hoàng tử nâu ạ, hoàng tử nâu ở bên kia. Đấy cái cây lá xếp mà to to này mọi người nhìn này, đấy. Cũng 150.000 nhá, bình thường 160 này bán 150 thôi. Sang bên đây là những chậu thanh đạm Indo.
chậu nhiều thân đang đẻ mầm. Thanh đạm Indo hoa rất là thơm, hàng của Thái Lan. Em bán là 230.000 đồng một chậu. Là vũ nữ ạ, vũ nữ nhà em có 3 dòng rất là nổi tiếng là dòng mèo cam hay là màu cam lửa đấy ạ, bụi nhiều thân như vậy. Hàng Tết 220 nhưng bây giờ các bác mua chỉ có 190.000. Vũ nữ sô cô la hoa thơm thì em còn cái chậu này. Hôm trước bán 160 nhưng hôm nay thì bán 150 nhá. Còn duy nhất chậu này đẹp thì bán 150 đang nụ hoa. Và vũ nữ nhện xanh hôm trước 160 hôm nay cũng bán 150 này. Vũ nữ các bác mua 3 chậu em miễn phí ship nhá. Riêng vũ nữ em sẽ chạy số lượng. Và một loại vũ nữ nữa không thể không kể đến, đó chính là vũ nữ hoàng hậu hoa xanh. Hoàng hậu hoa xanh một chậu cũng khá là nhiều tép như vậy này. Chỉ có 90.000 thôi mọi người ạ. Chưa bao giờ vũ nữ hoàng hậu hoa xanh giá lại rẻ như thế. 90.000 một chậu vũ nữ hoàng hậu hoa xanh. Và tiếp theo bên đây là những chậu lan thanh tuyền. Lan thịnh vượng phát tài, cây mẹ bồng cây con. Giá là 150.000 đồng một chậu. Có một chậu này nó bị hư thân này, nó còn một thân này thôi. Thì chậu này bán giống là 50.000. À em có, hôm nay thì nhà vườn người ta có xuất cho em tầm 15 cây đào thoát thốn nhá. Hàng này là hàng Tết năm ngoái. Cái dòng bonsai thân xù xì đấy ạ. Đây. Đào thất thốn thì hôm nay những cái cây này hàng Tết 700-800 nghìn một cây cơ. Hôm nay sẽ bán cho mọi người cũng giá thanh lý theo giá nhà vườn nhé. Những cây to đẹp này, những cây to đẹp như thế này thì em xin phép bán với giá là 280 một cây. Còn những cây mà nhỏ hơn một tí xíu thì em bán là 240 một cây. Đây là đào thất thốn nhé. Đào thất thốn ạ, 240 và 280. Có hai mức size cho các bác. Phía bên trong kia là những cây mộc hương. Mộc hương ta là 200.000 một cây. Đai châu Thái ạ, cây lá mít nhá các bác nhá. Cây lá mít của đai châu Thái, tổng này cây khá là to. Em bán là 180.000 một cây. Còn bên đây là cây đai châu blue. Hoa màu xanh tím đây ạ mọi người ạ. Cây lá xếp này em bán là 180.000. Cũng 180.000 hoa tím. Giả hạc Hawaii màu tím này, đi ngọn rất là khỏe luôn. Hawaii tím em bán 200.000 một chậu nhé. À 190 đi. Bình thường là 230, hôm nay bán 190 một chậu Hawaii tím. Sale cho các bác cái giảm giá cái lô hàng này. Đai châu lai với cửu bảo tiên ạ. Đây một chậu lá xếp cũng nhiều cặp lá này, 180.000 một chậu. Đai châu lai cửu bảo tiên lá xếp. Còn đây là cửu bảo tiên nhé. Cửu bảo tiên cây lá xếp chiều cao trung bình một cặp lá này, 150.000 một cây. Đai châu hồng cánh sen, hàng chuẩn và hoa chuẩn của đai châu Thái ạ, 170.000 đồng một chậu. Dendro chớp bịp đột biến này. Dendro đột biến chớp bịp. Hoa của nó này, cánh của nó này, cánh chớp rất là đẹp. Hàng chuẩn hoa bao chuẩn nhá. Chậu hôm nay thì cây nó cao, mập, khỏe, đẹp, trung bình là 3 thân. Có chậu thì đang có nụ, có chậu thì đang chuẩn bị nhú vòi và đang đứng ngọn rồi. Em bán 200.000 chậu này thôi. Lô trước đó thì em bán 230, lô này nhập rẻ hơn là 200.000. Kiều vuông lộc bắc của Di Linh Lâm Đồng ạ, một chậu kiều lộc bắc như thế này em bán là 220.000 đồng một chậu ạ. Cái bờ rát hoa vàng đốm này, hoa nở quanh năm này, 130.000 một chậu, có thể kết hợp với bờ rát trắng nhé. Bờ rát trắng vừa rồi em quay rồi, mua hai chậu là 250. Đai châu ngọc trai đen hoa nở hai mùa trong năm, 180.000 đồng một chậu ngọc trai đen. Giả hạc Hawaii màu trắng ạ, 170.000 đồng một chậu, chiều cao trung bình tầm một gang, hơn gang một chút. Cứ cao trung bình trên dưới một gang tay em bán 170.000 một chậu Hawaii trắng. Tiếp theo bên đây là những chậu đùi gà dẹt hàng thuần. Đây những chậu đùi gà dẹt hàng thuần rất là nhiều thân tơ đang lên này, 200.000 một chậu thôi. Năm cánh trắng họng hồng hàng hai thân dài rất là đẹp luôn, hàng bao chuẩn Tết ươm ki. Hai thân dài của họng hồng em bán là 150.000. Hàng này thị trường vẫn bán 180, em bán 150 thôi. Còn bên đây là những chậu dáng hương neo, hoa thơm, hoa trắng, 200.000 một chậu. Hoàng lan uyên ương, một bảng cũng nhiều thân này. Một bảng nhiều thân như thế này em bán là 230.000. Cây của nó thì lá như kiểu cây cửu, cái cây cù lao minh, nhưng mà đây là cây hoàng lan uyên ương nhé, hoa thơm. Cái dòng này ăn nắng cực kỳ là tốt. Đấy, ở vườn rất là nhiều loại, đủ các loại mặt hàng luôn. Mọi người đến có thể ngắm nghía và thưởng lãm. Đây là Hawaii trắng này. Em có hai chậu pensora xưa này, chậu to
phi to, trồng một chậu đất rồi. P5 480.000. P5 480 một chậu pen soda rất là nhiều thân tơ. Đây là P11 470.000. Thân cao đẹp. Em còn 3 chậu kim điệp đột biến mắt đỏ nhá. Mắt đỏ, mắt nâu. Còn 3 chậu bông rất là to và bền hoa, 150 một chậu. Duy nhất 3 chậu cuối cùng với hàng Tết em bán hơn 200, giờ bán 150 một chậu. Cập đến một lô đen rũ phát đen nhá. Đen rũ mắt đen hôm nay thì cái số lượng về rất là nhiều và cây của nó thì bao xanh bao đẹp luôn mọi người. Đây ạ, một cái chậu đen rũ mắt đen ngày hôm nay này. Siêu to và rất là mướt luôn. Đây là một cái dòng hoa với màu hoa hồng cánh sen, độ bền hoa cao và đặc biệt là dễ chăm, dễ trồng. Dòng này thì hoa nó sẽ thường nở vào xuân, nở vào Tết. Và hôm nay thì một cái chậu to này giá thị trường đang bán là 250.000, nhưng hôm nay shop nhà em đang sẽ bán cho mọi người một cái mức giá tri ân nhá, tri ân khách hàng bởi vì nhập về số lượng nhiều. Cái này có phải buộc túm lại cơ. Thân cao trưởng thành hết rồi. 200.000 đồng một chậu đen rỗ mắt đen nhiều thân nhá. Hàng chơi hoa năm nay luôn. 200.000 một chậu thôi ạ. Loại này thì các bác mua 3 chậu bên em sẽ miễn phí ship nhé. Thôi hôm nay mua 2 chậu đi. Hôm nay 2 chậu em sẽ chạy số lượng, mua 2 chậu em miễn phí ship cho các bác. 2 chậu 400.000 miễn phí ship. Em sẽ giới thiệu các bác một lô trầm rồng đỏ hàng mới về các bác nhé. Và hôm nay thì trầm rồng đỏ hàng chơi Tết với giá rẻ hơn rất là nhiều so với lô hàng trước. Em sẽ bán cho mọi người với mức giá cực kỳ là yêu thương, ưu đãi. Bởi vì lô này nhà vườn người ta xuất giá rẻ hơn. Tùy từng lô nên là mới được săn được cái giá ưu đãi ạ. Trầm rồng đỏ hôm trước thì là 190 một chậu đúng không ạ? Và hôm nay thì cái giá trầm rồng đỏ ngày hôm nay một chậu 3 thân thường là nó sẽ dài. Còn nếu mà 4 thân thì nó sẽ là thân ngắn ngắn như thế này này. Đấy, 4 thân thân sẽ ngắn ngắn hơn một chút. Và hôm nay thì không có cái mức giá 190 nữa. Hôm nay em sẽ bán ưu đãi cho mọi người với giá 160.000 đồng một giò. Chỉ có 160 thôi ạ. Bác nào mua một cặp là 300.000 nhá. Ưu đãi chỉ có lô là hàng đợt này thôi. 300.000 một cặp, tức là 2 chậu trầm rồng đỏ này là 300. Hàng rất là nhiều thân để các bác chơi Tết. Còn mua lẻ là 160.000. Đó, đây là trầm rồng đỏ vừa về. Dòng nữ hoàng bóng đêm ạ. Đây là một cái dòng hoa nở rất là thơm và đặc biệt là mùa vào ban đêm thì nó tỏa hương thơm ngát ạ. Bụi hôm nay nhiều thân nhá. Cái dòng này brass hoa trắng ạ. Em xin phép bán 130.000 đồng một chậu. Brass hoa trắng hay nữ hoàng bóng đêm. Brass hoa vàng ạ, màu vàng đốm. Và đây cái dòng brass này thì hoa nở quanh năm. Bụi hôm nay thì cây của nó đang có nụ hoa nhiều nhá. Nhiều cây đang nụ hoa và rất là nhiều thân như thế này. Và brass hoa vàng 130.000 đồng một chậu. Có thể kết hợp giữa trắng và vàng thì sẽ là 250.000 đồng một cặp ạ. Phi hạc hoa vàng mắt đen, đây là cái dòng hàng rất là mới và dòng hàng sưu tầm ạ. Mỗi cốc như vậy 100% là hàng thân tơ đang đi mầm rất là đẹp. Hàng này thì bán cho mọi người sưu tầm với giá là 150.000 một chậu. Hoàng phi hạc hoa vàng mắt đen ạ. Mặt hoa rất là xuất sắc. Hàng thảo cầu vồng, đây là cái dòng hàng mới và cái hoa của nó màu tím rất là siêng hoa. Hoàng thảo cầu vồng này, cây của nó đang đi ngọn này. Khá là nhiều thân trong một chậu mọi người nhé. Rất là nhiều thân trong một chậu. Những cây khỏe quá nó còn lên kia ở trên thân cơ. Hoàng thảo cầu vồng, hoa đẹp. Và siêng như vậy em bán là 140.000 đồng một chậu hoàng thảo cầu vồng. Trầm lá biên vàng ạ. Dòng trầm biên vàng này thì hoa của nó rất là sai. Đặc biệt hơn là hoa thơm. Hàng này thì ươm ki ra từ những cái gốc này. Thân thủ rất là đẹp đấy. Có những thân gốc thân thủ này. Một chậu trung bình nó sẽ là 2 thân nhá. Chiều cao thân nó sẽ trung bình tầm 1 gang tay. Trên dưới 1 gang tay. Và mỗi chậu 2 thân trầm biên vàng. Thị trường đang bán từ 150 đến 180. Bên shop em hôm nay thì về cái lô hàng này rất là đẹp. Nên là em bán giá ưu đãi cho các bác. Chỉ có 130 một chậu thôi ạ. Trầm biên vàng. Và hàng này là hàng Tết. Các bác trồng đến Tết nó sẽ thân nó sẽ nù, phình bập và nó sẽ cho hoa. Vừa rồi em bán theo thân thì nó là 150 một thân. Nhưng bây giờ một chậu 2 thân này là 130.000 nhá. 3 chậu miễn ship. Cánh trắng họng hồng nhá. Hôm nay em có về cái lô hàng 5 cánh trắng họng hồng, hàng 2 thân dài. 2 thân dài rất là đẹp và hàng này là hàng chơi Tết mọi người ạ. Hàng chuẩn hoa ươm ki nhá, bảo hành mặt hoa. 5 cánh trắng họng hồng là mỗi dòng hàng hoa rất là thơm và nở hoa chuẩn Tết. Hôm nay những cái chậu thân dài như vậy giá rất là rẻ nhá. Một chậu 2 thân em bán là 150.000 một chậu thôi ạ. Các bác lấy 3 chậu em miễn phí ship. Chỉ có 150 thôi. Cái giá thành họng hồng khi vào những cái thời điểm đầu tiên nó mới xuất hiện tại thị trường Việt Nam ấy phải 350 các bác mới mua được một thân mà nó không dài như vậy đâu ạ. Đấy, cứ 2 thân như vậy là 150.000 nhá, 5 cái trắng họng hồng.
Về bổ sung thêm một lô đai châu hồng gấm nữa mọi người ơi. Cây của nó là cây lá xếp V, bản lá to rất là đẹp, trồng trong chậu gỗ thôi nhé. Hàng này thì hoa rất là thơm và nở hoa quanh năm. Đấy, đây là những cái cây đai châu hồng gấm mới về lô mới. Hàng này thực sự đó là một dòng hàng hot, rất là chạy hàng. Và một cây hồng gấm như vậy, to như vậy em bán với giá là 290.000 đồng một giỏ. Mua 3 giỏ mình sẽ được miễn ship ạ. Bên mới mở cái lô châu như bệt mặt hoa rất là đẹp. Vừa rồi thì em có bán cho mọi người những cái chậu đăng hoa đúng không ạ? Có hoa trên thân và đang lên mầm gốc. Tuy nhiên thì lô đợt này thì khi mà đã tàn hoa rồi, các mầm gốc của nó lớn dần lên. Thì hôm nay các bác mua một cái bảng này nó sẽ rất là nhiều thân. Đấy mọi người ơi, em lấy thử cho mọi người một bảng này các bác có thể là hình dung các bác nhé. Một bảng châu như bệt hôm nay này các bác nhìn này, cực kỳ là nhiều thân luôn. Ngày trước để mua một cái bảng hàng bệt thì nó rất là giá trị. Hôm nay thì em sưu tầm cho bác một cái bảng bệt này với giá chỉ có bao nhiêu? 140.000 đồng một bảng. Cực kỳ là nhiều mầm. Bảng nào bảng đấy đều nhiều mầm như thế. 140 một bảng và mua 3 bảng sẽ được miễn phí ship ạ. Hoàng thảo tím Huế vừa mới về. Hôm nay thì cái bảng hoàng thảo tím Huế thì rất là nhiều thân mọi người ơi. Cái mặt hoa của nó màu tím và cực kỳ là đẹp. Đây nhiều cây của nó đang có nụ hoa. 100% là hàng thân tơ nhé. Ghép trên một cái bảng này rồi. Đây mang cho mọi người xem một cái bảng này, tình trạng cây này. Thân của nó xuống, đang xuống lá, trong quá trình xuống lá để sưng nụ hoa. Đây nụ hoa đang lên. Loại này thì ra hoa thì cực kỳ là siêng bông nhá. 130.000 đồng một bảng thôi. Và mua 3 bảng thì sẽ được miễn ship. Đó chính là dòng hoàng thảo tím Huế, một trong những dòng hoàng thảo vừa rồi bán cực kỳ là chạy hàng, hot hàng. Cửu bảo tiên hoa thơm ạ, dòng hàng nổi tiếng của bên Thái Lan. Một cây đơn như vậy em xin phép bán với giá là 150.000 một cây thôi. Hàng này thì hoa của nó khi ra hoa thì vòi rất là dài và hoa nở đẹp màu tím. Một số cây thì có đang đẻ ra những cái cây con nhỏ nhỏ đấy, chỉ có 150.000 thôi ạ. Thì em có về một lô đai châu hồng cánh sen lá mít xếp nhá. Nói chung là cái lô hàng nó quá là đẹp luôn. Và cây này thì nó là cũng là cây trưởng thành rồi, đã cho hoa bói và cho hoa rồi. Đấy, đây, năm vừa rồi đã ra hoa nên là chuẩn hoa cho các bác. Và hàng này thì cây của nó cũng vừa tiền thôi ạ. Em cho mọi người xem qua một cây nhá. Tình trạng cây thì các bác lưu ý là bởi vì dòng hồng cánh sen nó là hàng đắt nhất trong tất cả những dòng hoa đai châu của đai châu Thái. Nên là giá thành bao giờ nhập vào và bán ra nó cũng sẽ đắt hơn là những dòng hàng đai châu sổ số là một. Thứ hai là tạng cây của nó không to được bằng đâu. Dù nó không to được bằng nhưng giá lại còn đắt hơn. Các bác lưu ý khi cân đối khi đặt những dòng hồng cánh sen nhé. Mặt hoa thì như em đính kèm trên màn hình. Tình trạng cây đây ạ. Đây dòng lá mít xếp này. Cây bản lá ngắn rất là đẹp. Nó không phải như dòng lá dài. Lá dài thì cây nó to. Còn như lá ngắn thì đây các bác nhìn để đo cái bàn tay thì nó cũng chỉ được như vậy thôi. Đấy chứ không như những dòng hàng đai châu Thái bình thường. Ví dụ như những cái đai châu Thái bình thường đây ạ. Đây em cho mọi người xem. Ví dụ những đai châu Thái bình thường nó to, nhưng mà riêng cây hồng cánh sen thì nó chỉ nhỏ nhỏ như thế thôi. Đấy hàng thường này thì em bán 150. Còn cái hàng hồng cánh sen á, cây hàng chuẩn hoa em bán là 170.000 đồng một cây. 170.000 một cây hồng cánh sen, hàng lá mít xếp. Rất là nhiều cặp lá, nhưng nói chung là cái lá gốc của nó vẫn giữ được các bác nhé. Trạng hoa ở đây là dòng hàng lá ngắn, nên là cây thì nó đẹp hơn. 170.000. Xuống thêm một cái lô hàng kiều tím Thái các bác nhé. Kiều tím của Thái Lan ạ. Cây của nó đợt này xanh mướt, rất là nhiều thân, nhiều lá. Đấy, chiều cao thì trung bình nó rơi tầm khoảng một gang tay. Và chậu tơ mướt như vậy em bán là 150.000 đồng một chậu nhé. Đây là kiều tím Thái 150.000 đồng một chậu, hàng rất là đẹp. Châu ngọc trai đen, một cái dòng hàng hoa của nó màu sắc rất là đẹp và sang trọng. Đấy, cây của nó cây lá xếp, nhiều cặp lá. Một số cây thì đang có nhú vòi hoa nhé, không phải hoàn toàn. Dòng ngọc trai đen này hoa nở quanh năm, nên là các bác cứ yên tâm là hết mùa này lứa này rồi nó đến lứa khác nó lại lên hoa nhé. Ngọc trai đen em bán là 180.000 đồng một giò ạ. Và tiếp tục nhà em lại về thêm một lô hoàng tử đỏ lai nữa nhé các bác nhé. Vừa rồi thì em không nghĩ cái mặt hàng nó lại cháy hàng như thế. Và nhà em thì hôm nay về cây của nó rất là đẹp. Có cây đôi này, cây đơn này. Cây đơn thì nó cây nó sẽ nhỏ hơn. Cây đơn nó sẽ to hơn, nhiều cặp lá hơn. Còn thường cây đôi nó sẽ nhỏ hơn. Đấy, nó xem như thế này. Và một chậu như vậy, hoa màu đỏ đậm. Và dòng này thì rất là siêng hoa. Hoa phân nhánh, em bán là 160.000 một giò. Quá rẻ cho một giò lan đẹp. Hàng dễ gió, dễ chăm, dễ trồng đó. Đai châu lai cửu bảo tiên nhà em lại về tiếp tục thêm một cái lô hàng mới. Phải nói là cái dòng hàng là quá là đẹp. Đẹp về cả thân lá và mặt hoa. Đấy ạ, cái mặt hoa của nó đây. Một cái màu hồng cánh sen rất là đẹp. Cái này thì nó cũng nở được khá là lâu rồi và bây giờ đang có dấu hiệu tàn. Thì cái khuôn bông của nó thì cho mọi người xem qua. Còn tình trạng cây thì
mỹ mãn nữa. Đây ạ, cái lô hàng mới về này, to, cây to và rất là nhiều cặp lá nhá. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Trung bình có rơi tầm ở trên 10 cặp lá, cây to bự như thế này. Và một cây như vậy em bán là 180.000 đồng một cây nhá. Đây là đai châu lai cửu bảo tiên, hàng mới về rất là đẹp. Xin giới thiệu các bác một bộ sản phẩm cát với hơn chục loại cát có phân được màu hoa và chuẩn hoa cho mọi người nhá. Và tất cả những dòng cát này thì các bác khi mua số lượng từ 3 chậu mỗi loại bất kỳ sẽ được miễn phí ship vận chuyển. Và trên đây thì cái video này em sẽ đính kèm cho mọi người mặt hoa cũng như là giới thiệu chi tiết cho mọi người từng cây của từng dòng, để các bác có thể dễ dàng nắm bắt được cái thông tin đơn giá cũng như là hình ảnh để mình lựa chọn. Và cát thì nhớ là mua 3 chậu sẽ được miễn phí ship, và nhà em vẫn ship từ 1 chậu ạ. 1 chậu các bác đặt hàng vẫn ship và phí ship tầm 30.000. Và hôm nay thì bắt đầu em sẽ giới thiệu lần lượt từng loại như sau. Trước mặt các bác đó chính là một dòng hồng thơm, cát hồng thơm hay là cái cát hồng đẹp, đó là một cái tên gọi và cái mặt hoa của nó thì rất là xuất sắc. Cũng như tên gọi của nó thì cái dòng hồng thơm này hoa của nó là dòng thơm. Đặc biệt hơn đó chính là hàng chậu khủng nhá. Đây, những cái chậu này rất là to, rất là bự. Hàng này là người ta không gửi chậu đâu. Nhưng đây, cái chậu này chậu của nhà em đặt vào ấy. Tại vì những cái chậu này to quá mà đóng gói mà có chậu thì nó sẽ hơi bị tốn diện tích ạ. Đấy, cây này về các bác nhớ là cho sang một cái chậu to bự hơn, bởi vì số lượng giả hành trong một chậu nó quá là nhiều. Đấy ạ. Và cái cây của nó này nó to, bản lá to và bông của loại này á là bông to bằng cái bát con đấy ạ. Dòng này hoa của nó cực kỳ là thơm, đúng như tên gọi của nó là cát hồng thơm nhá. Và một chậu hôm nay to, siêu to như thế này em bán với giá chỉ có 200.000 đồng một chậu hồng thơm thôi ạ. Giá thị trường những cái chậu hồng thơm hay những chậu hoa hồng đẹp này này là từ 220 đến 250. Đấy, này các bác nhìn số lượng phân trong một chậu quá nhiều chưa? Đảm bảo các bác nhận những cái chậu cát này ấy, nó vừa khỏe vừa đẹp, mầm gốc lên rất là nhiều luôn này. Đó, mầm gốc đây. Nhiều lắm. Dòng cát một lá này bông to. Theo dòng cát mới về nữa đó chính là màu cam đỏ. Màu cam đỏ hôm nay thì về số lượng nó ít thôi. Đây là cái chậu cam đỏ thì nó rất là nhiều thân. Và hiện tại thì cũng một số cây thì đang có mèo nụ. Màu cam đỏ này em bán là giá là 140.000 đồng một chậu nhé. Mua 3 chậu miễn ship nhé. Đấy ạ, màu cam đỏ vừa về. Dòng này thì rất là sai hoa và hoa của nó bông to, bông đại. Cát xanh cốm hôm nay mới về, một cái lô hàng rất là mới mọi người nhé. Cát màu xanh cốm này, thân của nó là dòng thân thẳng cao và dòng đây là dòng một lá. Đấy ạ, chậu của nó trung bình thì cũng khá là nhiều thân trong một chậu. Đó, cát xanh cốm ngày hôm nay thì em bán giao lưu cho mọi người với giá chỉ có 140.000 đồng một chậu thôi ạ. 140.000 các bác sở hữu một dòng cát xanh với mặt hoa rất là đẹp. Và dòng này là dòng hoa thơm nhá, cát một lá, cát bảy sắc cầu vồng nhá. Đây là cái dòng hàng sưu tầm mặt hoa rất là VIP, rất là đẹp. Đấy, dòng bảy sắc cầu vồng. Số lượng thân trong một chậu nó không được nhiều như những loại hàng khác đâu ạ. Tuy nhiên thì cây của nó với cái mặt bông cho ra thì rất là tuyệt vời. Loại này thì em xin phép bán với giá là 200.000 đồng một chậu. Đây là cát bảy sắc cầu vồng nhá. Thân của nó không to đâu. Lưu ý là dòng này, hàng này là hàng sưu tầm, số lượng cũng rất là ít thôi ạ. Cát hồng cánh sen ạ, hôm nay có về một cái lô hàng cát hồng cánh sen và dòng cát này rất là thơm. Lá của nó rất là bóng, đẹp và thứ hai là cây cứng cáp khỏe mạnh. Cát hồng cánh sen này thì em bán với giá là 130.000 đồng một bụi và mua 3 bụi miễn ship ạ. Đó, dòng hồng cánh sen đây, lá của nó ơi, bản lá rất là cứng và bản lá rất là mịn. Dòng cát này rất là đẹp và hoa của nó bông to. Đây là cát trắng lưỡi tím nhé, bụi rất là to. Bụi này nó phải gấp 3 lần những dòng bụi cát trắng lưỡi tím bình thường em bán như loại chậu size nhỏ, cái chậu phi 10 đấy ạ. Này các bác nhìn này, một bụi này chậu to này và rất là nhiều giả hành trong một chậu, nó to đùng luôn. Và điều đặc biệt đó chính là khá là nhiều cây đang có mèo nụ nhá. Đây cái mèo của nó đây. Đây bên đây cũng thấy cây có mèo này, đây cũng hai cái mèo này. 2-3 cái mèo, bên đây cũng mèo. Đấy. Mèo nhiều lắm, cái lô hàng là này nó bụi nó to, cây trưởng thành rồi và cực kỳ là nhiều mèo nụ hoa. Và những cái chậu cát trắng lưỡi tím mà bụi to đùng như thế này, em xin phép bán với giá là 220.000 một bụi và mua 3 bụi sẽ được miễn phí ship nhé. Và mặt hoa của nó thì rất là xuất sắc, khi nở hoa của nó là dòng bung đại, rất là đẹp và thơm. Tiếp theo bên đây, hôm nay về một cái loại hàng mới rất là đặc biệt, đó chính là cát ba vàng ba đỏ này, ba cánh vàng này. Bông hoa này vừa tàn rồi. Nó là dòng hai lá lên hoa thành từng chùm. Ba cánh vàng này, ba cánh đỏ này. Đấy, cát ba vàng ba đỏ nhé các bác nhé. Và dòng này thì bụi của nó rất là nhiều thân. Sum xuê cực kỳ là nhiều thân luôn. Chậu này là chậu to, hôm nay toàn nhập cát chậu to thôi. Đây là cát vàng lưỡi đỏ, ba vàng ba đỏ. Đây.
bụi rất to đùng luôn. Bụi này thì em xin phép bán với giá là 200.000 đồng một bụi. Đây là cát vàng, ba vàng ba đỏ nhá, 200.000, mua 3 chậu miễn ship. Cát vàng chùm hoa thơm, dòng cát vàng chùm hoa thơm, dòng hoa của nó là dòng hai lá, bông thành từng chùm, màu hoa là màu vàng với lưỡi màu đỏ rất là đẹp. Loại này em bán là 140.000 đồng một chậu dòng cát vàng chùm. À, cát đỏ đậm vừa về một cái lô hàng mới nhá, dòng này dòng một lá, bông đại và bụi rất là to. Cái số lượng giả hành trong một bụi cát đỏ thường nó chỉ bằng một nửa như vậy thôi, nhưng hôm nay thì bụi nó to hơn rất là nhiều. Và hôm nay thì cát đỏ này em bán là 170.000 đồng một giỏ, 170.000 đồng một giỏ. Và phía bên đây thì hôm nay có về một dòng cát nữa, đó chính là cát Tokyo hay là dòng cát cô gái Nhật Bản. Dòng cô gái Nhật Bản này thì bụi hôm nay thì nó siêu to hơn những cái bụi hôm trước rất là nhiều. Bụi nó to, nó đẹp lắm ạ. Đấy, bộ rễ gió rất là dài. Đấy, số lượng thân nó phải gấp rưỡi cơ các bạn. Đấy, hàng này hàng hai lá nhá, hoa của nó màu tím rất là đẹp. Và dòng cô gái Nhật Bản này em bán là 150.000 đồng một chậu. Loại to, loại nhỏ thì em vẫn có là giá 130, còn loại to này là 150. Các bác mua 3 chậu cát bất kỳ bên em miễn phí ship cho các bác ạ. Và cuối cùng đen tô nắng nhá các bác nhá. Đen tô nắng thì nhà em có video clip liên quan đến đính kèm mặt hoa rồi, thì bây giờ em chỉ đi lướt sóng qua một số những dòng đen tô nắng hiện tại nhà em có thôi. Vườn nhà em cũng rất là nhiều. Và mua đen tô nắng thì mua từ 9 cây bên em sẽ miễn phí ship ạ. Đầu tiên đó chính là cây kinh ba, cây cao dài mập khỏe này. Không phải là, em lưu ý này, không phải cây nào nó cũng cao bằng nhau. Có loại cây cao, có loại cây thấp. Chứ không phải là các bác lại cứ nghĩ là dòng này nó phải cao như thế. Có những cây bà liễu xưa nó thấp, nó chỉ tầm 1 gang thôi. Nhưng có những cây kinh ba nó cao tầm 2 gang, 2 gang rưỡi cơ. Các bác mua theo mặt hoa thì các bác phải chấp nhận, bởi vì nó tùy bản chất từng dòng ạ. Cây kinh ba này em bán là 170.000 đồng một chậu kinh ba nhé. Tiếp theo, vàng tia này, thân nù mập ú ụ luôn. Quá là đẹp luôn, 70.000 thôi ạ. Vàng chanh, hoa của nó này, hoa của nó màu vàng xanh rất là đẹp, cũng cây to, 70.000 đồng một chậu vàng chanh. Urawan, 65.000 nhé các bác nhé, 65.000 đồng một chậu Urawan, mua 9 chậu bao ship. Siret, hoa tím đậm và rất là siêng hoa. Loại này thân cao, mập khỏe này, 70.000 đồng một chậu, Siret bán rất là chạy hàng. Bò tím ạ, đây là bò tím, 70.000 đồng một chậu. Bò tím chắc chỉ còn 2 chậu thôi thì phải. Bò tím chắc còn 2 chậu. Đây, 2 chậu, 70.000 đồng một chậu bò tím. Tiếp theo đó chính là tím lai hồ điệp, thân cao mập khỏe này, 70.000 đồng một chậu, tím lai hồ điệp bông to. Tím Huế, rất là siêng hoa, màu tím mộng mơ, cũng 70.000. Sonia trắng, cũng 70.000. Rồng bay, cánh của nó rất là bay, 70.000. Tím Nhật, đen rô tím Nhật, 65.000 đồng một chậu. Vàng mai, chỉ có duy nhất một chậu nữa thôi, thân cũng nhiều, 70.000. Doraemon, 70.000 đồng một chậu Doraemon. Cánh chuồn, 70.000 đồng một chậu. Dáng xưa cũng 70.000 đồng một chậu, thân mập. Thỏ xưa 65.000, chiều cao tầm 1 găng tay thôi ạ. Zaza mini 70.000, bụi rất là nhiều thân, hàng này hoa của nó nở quanh năm. Dendro hoa hồng đỏ ạ, 70.000 đồng một chậu. Rồng xanh cũng 70.000 đồng một chậu. Bà liễu xưa hoa thơm, chiều cao chỉ 1 găng tay thôi ạ, 80.000 nha các bác nhé. Dòng bà liễu này hoa nó nổi tiếng và nó nhập giá nó cao hơn. Hiroshi, thân cao mập khỏe như vậy có 70.000. Hiroshi hoa tím. Bun len hoa thơm, chậu nhiều thân, 70.000. Nắng 4N, 65.000 một chậu nhớ các bác nhé. Cũng thân cao khỏe mạnh này, 65.000. Đồng tiền tím, đây cái đồng tiền tím này, hoa nó bền chưa? Hoa rất là đẹp, vừa trắng vừa tím đan xen, 65.000. Đồng tiền vàng đổi màu lá mít, 70.000. Đồng tiền vàng đổi màu. Tiếp theo đó chính là banana hoa thơm. Đây, cái lá gốc của nó rụng bình thường các bác nhé. Đây các bác nhìn này, nhà em ngày nào cũng phải làm lá nhưng lá cây của nó vẫn đẹp, 70.000, banana hoa thơm. Pen soda xưa, một chậu trung bình chỉ có 2 thân như thế này thôi. Đấy, và lô đợt này còn cây cao đấy ạ. Lô trước cây nó bé tí bằng những cái thân này này, 110.000 đồng một chậu pen soda xưa. Có chậu này lùm lùm nhiều thân thì nó cao tầm 1 gang. Có chậu nào cao, nó cao hơn gang thì nó ít thân hơn. Pen soda xưa. Thông chai gôn ạ, hoa của nó màu vàng, rất là đẹp.
65.000. Tiếp theo đó chính là hoa hồng blue 70.000 đồng một chậu. Thỏ vàng 65.000 đồng một chậu. Đây ạ, cây thỏ vàng 65.000, cây cũng thấp thấp trung trung. An ba xưa em còn hai chậu, thân rất là lùn nhá, 65.000, chiều cao tầm một gang tay. An ba xưa giống nó hết từ lâu rồi, chứ bây giờ nhà vườn bắt đầu gây giống lại nên nó sẽ là dòng cây thấp. Pensoda cam cũng cây cũng thấp thấp này, chưa đến một gang tay đâu. Loại này cũng 70.000, giá bình thường là Pensoda cam 100 nhưng lô này lấy thấp thì em tính 70 thôi. Đây có cái cây dendro lá biên phát tài này. Cái này em trước bán 120 thôi, bây giờ bán 70.000 đi, 70.000 cái cây dendro lá biên phát tài. Cái lá này là lá của cái cây thân nhỏ, nó rụng là bình thường nhá. Và ngoài ra thì em có cả hồ điệp cắt ngồng cốc 3.5 nhá, 55.000 đồng một cốc. Hàng cắt ngồng nhá các bác nhá, 55.000 ạ.